Sư phụ, sao thầy ngồi một mình ở đây ngắm trăng mà không thèm kêu con? Sư phụ chính là muốn một mình yên tĩnh. Không phải là thầy đang nhìn trộm Thường Nga chứ? Sư phụ, thầy nói coi Thường Nga chỉ có một mình trên cung trăng, không có ai bầu bạn chơi với cô ấy, không phải là cô độc sao? Cho nên cô ấy mới đem hết mặt trăng thắp sáng lên. Ủa? Như vậy có tác dụng không? Chỉ tạm an ủi mà thôi. Con người luôn bị bao vây bởi sự cô độc, cho dù đang ở giữa đám đông cũng không tránh khỏi điều đó. Nó, vậy làm sao mới trốn được nó? Vậy tại sao phải trốn? Không giỏi giao thiệp quả nhiên là một loại nhược điểm đáng tiếc, nhưng mà nếu chịu đựng được cô độc cũng có thể chính là một loại ưu điểm. Nhất thiền không hiểu. Mỗi lần phương trưởng bế quan đều phải ở một mình đến vài chục ngày, con cảm thấy thế nào? Mỗi lần phương trưởng bế quan xong ra ngoài công phu Phật pháp càng thêm thâm hậu, nhất thiền bội phục. Đúng vậy, con người phải học cách chung sống hòa bình với sự cô độc mới có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vậy sư phụ có thấy cô độc không? Thì sư phụ đã có con rồi mà, sao có thể cô độc được chứ? Thiệt hả? Con lợi hại vậy sao? Con nói rồi, mỗi ngày con sẽ gọi sư phụ thức dậy, cùng sư phụ chơi bắn bi, thả diều nè. Sao mà sư phụ cảm thấy cô độc được? Còn nữa, mỗi ngày con đều muốn sư phụ trước khi ngủ phải kể chuyện cho con nghe. Không kể xong thì không được ngủ, chuyện mà sư phụ kể vô cùng hay luôn. Hãy kề dài sát cánh tâm tình với bản thân, hãy nắm tay cười vui với sự cô độc. Phật Nam Mô
Nam Mô